For Everest 2022. Theo dự kiến từ For Việt Nam, mẫu xe Everest thế hệ mới sẽ ra mắt vào ngày 6 tháng 7 tới đây. Phía đại lý tiết lộ For Everest mới sẽ có 4 phiên bản, giá tạm tính từ 1,075 tỷ đồng đến 1,46 tỷ đồng. Xe đã được nhận đặt cọc. Đại lý hẹn giao cuối tháng 7 hoặc từ đầu tháng 8. Everest 2022 lột xác hoàn toàn từ trong ra ngoài. Xe có thiết mới cùng hệ thống khung gầm mới. Bản cao cấp dùng hệ thống đèn full LED, mâm 20 inch. Nội thất mẫu xe này ấn tượng nhất phân khúc với màn hình điện tử lớn sau vô lăng, màn hình 10,1 inch chính giữa tích hợp sinh 4. Phanh đổ chuyển sang dạng điện tử. Công nghệ an toàn vẫn là thế mạnh của Everest với nhiều tính năng hiện đại nhất phân khúc. Động cơ xe nhiều khả năng vẫn là loại cũ nhưng được nâng cấp công nghệ. Theo giới tư vấn bán hàng, xe có hai tùy chọn máy diesel 2.0 lít tăng áp đơn và 2.0 lít tăng áp kép, kết hợp số tự động 10 cấp hoặc số tự động 6 cấp, số sàn 6 cấp. Isuzu MU-X 2022. Isuzu MU-X từng là xe ẩn một thời, nay lại gây chú ý với thế hệ mới khác hoàn toàn so với trước đây. Xe chưa ra mắt nhưng đã có mặt tại đại lý. Theo tiết lộ ban đầu của giới tư vấn bán hàng, Isuzu MU-X sẽ có 4 phiên bản, giá dự kiến thấp nhất từ hơn 900 triệu đồng. Ngoại thất MU-X đời mới trong hầm hố và hiện đại hơn với kích thước cải thiện 25mm chiều dài và 10mm chiều rộng. Xe sử dụng đèn full LED. Bên trong có một số trang bị đáng chú ý như màn hình trung tâm 9 inch, phanh đổ điện tử. Công nghệ an toàn được tiết lộ sẽ có các tính năng thông minh hơn như cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng, tự động phanh khẩn cấp. Theo thông tin mới nhất từ đại lý, MU-X 2022 sẽ chỉ có một loại động cơ diesel 1.9 lít, kết hợp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Nissan Terra 2022. Cái tên ít được nhắc đến hơn là Nissan Terra, cũng sắp có bản nâng cấp mới, facelift tại Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, Terra 2022 sẽ về nước vào khoảng tháng 8 tới. Thông tin về trang bị của Nissan Terra mới vẫn chưa được tiết lộ. Nếu giống mẫu xe bán tại Thái Lan, Terra mới sẽ có những trang bị nổi bật như cụm đèn chiếu sáng LED 4 chóa kiểu mới, đèn hậu thanh mảnh, bên trong có nhiều nét giống Navara, đang bán ở Việt Nam với vô lăng 3 chấu mới, màn hình trung tâm 9 inch, phanh đổ điện tử. Tại Thái Lan, xe dùng động cơ diesel 2.3 lít, kết hợp số tự động 7 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Toyota Fortuner GR Sport. Toyota Fortuner là mẫu xe có nâng cấp nhẹ nhất trong danh sách 4 SUV lần này. Theo nguồn tin từ tư vấn bán hàng, bản Fortuner GR Sport 2022 sẽ có mặt vào khoảng tháng 7. Là bản đặc biệt bổ sung nên Fortuner không có quá nhiều nâng cấp như bản facelift hay thế hệ mới. Fortuner GR Sport chủ yếu có nâng cấp về ngoại hình, bao gồm body kit thể thao ở ngoại thất, nội thất được thiết kế lại theo phong cách thể thao hơn. Hiện chưa rõ bản GR Sport sẽ được phát triển dựa trên phiên bản nào. Khác biệt với các đối thủ, Fortuner ở Việt Nam có cả tùy chọn máy xăng và diesel.